Hôm nay vụ mấy cái thằng dân chủ cội á, David Lê, Lisa Lé, Sau Khi Ngọc Nguyễn, Di Trần, Đoàn Thị Thị Dương, Tăng Thái, Benny Trương. Em cần chia sẻ hả? Chị mời em nha. Rồi Victor Hồ, bị văng ra, chị mời em bị văng ra. Victor Hồ, Ha Di Banh, Mã Tiểu Linh, rồi anh Chi đó, đi về mà cứu cứu luật sư Nguyễn Văn Đài 15 năm tù, khuyến mãi 5 năm. Hai ký giả Trương Minh Đức 12 năm tù, khuyến mãi 3 năm quản chế, đúng không em? Chào. Rồi ba nữa, mục sư Nguyễn Trung Tôn Hôm 12 nay năm tù, 3 năm quản chế, đúng chưa? Để chị đọc cho, kêu bọn ác nó về nó cứu. Rồi bốn thì Nguyễn Bắc Truyền 11 năm tù, 3 năm quản chế. Năm Lê Thị Thu Hà 9 năm tù, khuyến mãi thêm 2 năm quản chế, vui không? Sáu nữa, Phạm Văn Trội, Trội chứ, 7 năm tù, khuyến mãi thêm 5 nữa đó. Em có kêu mời Sophia Ngọc Nguyễn với Si Trần vô của em không? Người yêu À, em có đấy. bạn Chị chị chị. hôm qua có live stream cùng đám họ nên là một mình em cân cả một team luôn. Thì tôi thì hôm nay chị em mình nói về cái chủ đề chị vừa đăng tút đi. Hôm nay thì em cũng ở hiện trường, em cũng tham gia cùng anh em từ lúc 7 giờ sáng. Thì anh em cũng nói chung là cũng công việc cũng bận nhưng mà cũng bỏ chút thời gian ra để làm việc chung. Thì cũng ra hiện trường rồi là chia nhau ra, bởi vì là chúng nó cũng hôm nay chúng nó cũng đi khá đông, từ đám Cấn Thị Thêu với cả Trịnh Bá Tư với cả đám thằng Dũng xe ôm rồi là con mục sư Đàm Thoa. Nói chung là bọn dân chủ hôm nay là tương đối Có đông. bắt Trịnh Bá Phương không? Trịnh Bá Tư là em trai Trịnh Bá Phương có bắt hết Trịnh Bá lúc Phương bọn nó bắt bắt luôn là hả? Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương là anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Phương là anh của Trịnh Bá Tư. Thằng Trịnh Bá Tư nó đưa ra đứng live stream cái ổ nhóm cuối cùng đó. Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, và Cấn Thị Thêu là mẹ của Trịnh Bá Tư, hôm nay cũng bị bắt, Dũng xe ôm bị bắt, nói chung là hôm nay bị bắt hết. Nguyễn Thúy Hạnh nữa. À, cái nhóm cuối cùng là Trịnh Bá Tư nó lăn live stream là tới bao nhiêu phút, bao tiếng mấy Lúc đó, 9 giờ sáng, đúng rồi, 9 giờ tại 9 vì hôm giờ bị nay bắt quá bắt trên đường Khâm Thiên, phố Khâm Thiên, Hà Nội. rồi. Bây giờ chị mới gọi David Lê đồ vô cứu nè, những người mà gửi tiền đó, những người gửi Thì tiền Di Trần. lúc đấy thì em cũng chia sẻ cho anh em cộng đồng mạng rồi. Thì như mọi người được biết thì hội anh em dân chủ của thằng Nguyễn Văn Đài này là một tổ chức Việt Tân lối dài tại Việt Nam, do Bộ Công an đã công bố rồi. Thì hội anh em dân chủ là tổ chức phản động do chính nhà nước mình công bố luôn. Thì xét xử thì nó là lẽ đương nhiên thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái việc đấy thì cơ quan an ninh người ta đã làm việc và người ta đã công bố trên phương tiện thông tin đại chúng rồi. Thì anh em thì gọi là giúp sức vào ngoài cái đám dân chủ nó đi biểu tình, nó chống đối chống phá thôi. Thì hôm nay anh em cũng đi, anh Tăng và bạn Minh Lê thì cũng lôi một thằng lên xe buýt cùng anh em An Linh, và anh Tăng thì cũng có ra tranh luận với con sư Đàm Thoa, và em thì em bám theo cái đám Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư và thằng Dũng xe ôm. Thì khi Thì chị mà chúng nó thấy lên xe buýt rồi thì em có cũng một con nhỏ mà bụng bự làm như nó có bầu á, nó đứng trước á, con đó con không 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 nó béo đấy, không phải không có bầu đâu.
chị tưởng nó mang bầu chứ, nó lấy cái bụng bầu ra là nó uy hiếp công an chứ. À, vui ghê chị... nha. Vâng. Nói chung là anh em hôm nay cũng người thì cũng mỏng nhưng mà cũng chia ra, coi như là hôm nay cũng hoạt động cũng tương đối hiệu quả. Chị coi cái clip của Trịnh Bá Tư á, chị thấy cái clip đó là anh em mình áp sát vô hốt gì đó rất là vui. Thật lòng chị thấy vậy chị rất là vui, mong cơ quan nhà nước mình hãy năm 2018 này triệt để còn nhiều hơn nữa. Tắt 2019, 2020 rồi hết hoạt động rồi, còn đâu chị em mình chống đây không biết. Lúc đó buồn lắm. À, chúng nó thì cái nghề chống phá thì như chị biết là cái đám ma que ở bên ngoài thì nó cứ hô hào, còn bọn trong nước thì cứ nhận tiền mà nó chống phá thôi. Còn đi tù thì thằng đi tù thì thằng trong nước, còn thằng ngoài nó vẫn ngồi nó cười khà khà khà. Thì thằng đó ngu, mà thằng chị nói em tưởng mấy thằng đi tù này đi tù hết trai, đi tù với mấy thằng linh mục không à, không linh mục nó chơi khôn nó suối không à, nó xuống con chim đi tù không mà nó còn nó ở ngoài nó nhỡn nhơ nó ôm vợ của người ta nhà đó, những thằng mà trai nào mà chơi trẻ nhà có vợ nhà là mấy thằng linh mục nó quốc khá. À, vâng, chị Nhiên có thể hỏi thêm cái gì hôm nay ở phiên tòa không, em có thể chia sẻ cho chị, bởi vì em hôm nay em là trực tiếp ở ngoài phiên tòa mà. À, em ở trực tiếp phiên tòa hả? Ở phiên tòa có gì hay em nói cho bà con trên diễn đàn chị nghe với cưng. Thì hôm nay thì cái phiên tòa này thì nhà nước mình đã công khai vào ngày xử vào ngày 5 tháng 4 và lúc 8 giờ. Thì tất cả đều biết và cái đám dân chủ cũng biết. Thì em nói, bây giờ em nói trước tiên là cái phía ở bên hải ngoại nhá. Thì cái đám cờ vàng mang sọc đỏ ấy, nó cầm cờ vàng mang sọc đỏ ra chỗ đại sứ quán Việt Nam mình tại Úc. Nó biểu tình. Nó biểu tình về cái vụ Nguyễn Văn Đài. Từ đêm qua, em theo dõi nó từ đêm qua mà. Trực tiếp luôn. Và ở bên Mỹ thì cái đám của thằng Trịnh Du nó cũng cờ vàng mang sọc đỏ nó ra, nó biểu tình trước cổng đại sứ quán của Việt Nam mình tại Mỹ. Đấy là cái đám bên ngoài, nó biểu tình về cái phiên xử ngày hôm nay. Ở trong nước thì hôm nay em bám sát cái đội Cấn Thị Thêu, nó dẫn theo cái đám dân oan ấy. Thì chúng nó thì rất là khôn, bởi vì chúng nó không đi từ nhà. Chúng nó đêm qua chúng nó đã ở chỗ ngủ của chỗ nhà thờ Thái Hà của cái thằng Nguyễn Ngọc Lam Phong ấy, chúng nó tụ tập ở đấy. Thì sáng bắt đầu khoảng độ 7:30 chúng nó bắt đầu di chuyển. Thì mọi hoạt động của bọn nó là bọn anh em là bám sát hết rồi. Thì chúng nó đi bằng đi bộ từ phố Nguyễn Lương Bằng lên đến Khâm Thiên và đến chỗ phố Hai Bà Trưng là cái chỗ tòa án ấy. Thì khi mà đi bộ nó kéo dài khoảng độ hơn mười mấy người, nó cầm biểu ngữ thì làm tắc giao thông và nó hô hào ở dọc đường, nó gây phản cảm. Thì khi đến phố Khâm Thiên thì bị lực lượng an ninh và bắt lên xe buýt và đưa về đồn công an. Đấy, tình hình nó là như thế. Tất cả hôm nay coi như là bắt hết. Chị đọc trong bình luận nó bắt tới 50 mấy đứa ha em, có dữ gì không? Nếu mà cái đám mà riêng cái chỗ mà em trực tiếp ở chỗ em tham gia nhá, thì khoảng độ 20 đứa, còn ở trên tòa thì khoảng độ mấy mống nữa, còn nói chung là tổng hợp thì em không làm rõ con số, nhưng mà chỗ em trực tiếp thì khoảng độ 20 đứa. À vậy mà nó tổng, tại vì chị đọc trong bình luận của nó là nó là khoảng 58 người. Trên đó trực tiếp thì 20 người. Bởi vì là như thế này, chúng nó là xé lẻ ra chúng nó đi, nên là bọn em thì không nắm được con số cụ thể, nhưng mà như top của em thì khoảng độ 20 người. 30 phải không? Khoảng 20, trên 20 gì đấy, tầm khoảng 20, mình cũng không đếm rõ được bao nhiêu. Chị không biết, nhưng mà chị theo dõi bọn nó sáng tới giờ, tại chị rất là bận, chị muốn lên làm clip, mà cái clip mấy cái Facebook kia nó chặn mấy hôm nữa nó mới mở, rồi làm Facebook này thì cũng ít người xem, thì thôi kệ làm đại. Nhưng mà em biết sao không? Tại vì chị theo dõi nó từ hồi sáng tới bây giờ rất là bức xúc, mà không nói được. Và chị theo dõi từ cái bình luận của tụi nó là bắt tổng cộng là 58 đứa, nhưng mà còn thả thì có thằng nào mới thả ra cách đây, nó đăng bài cỡ đây, chị làm clip này nữa cỡ chừng 1 tiếng 20 tiếng mới có Trịnh Bá Phương. Thằng Trịnh Bá Phương vừa được thả, thằng Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu vừa được thả.
Ừ, cách đây có chừng tiếng mấy nó đăng bài là chị Đúng có rồi. vô chị xem bài của tụi Live nó. stream nó trực tiếp, nó trực tiếp. Đấy là thằng Trịnh À, Bá chị có Phương. vô xem. À, Trịnh Trịnh Bá Phương là anh ruột thằng Trịnh Bá Tư. Cấn Thị Thêu là mẹ của Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Đấy. Thì Đấy, chị có vô nên gia xem. đình nhà nó. Và Thì qua những cái clip này chị em mình cũng nói vòng vòng có nhiêu thôi, thì bây giờ chị với em thì em cũng biết những cái đám dâm trụ cụi ở bên nước ngoài hải ngoại rồi gì, cái đám đó mà nó gửi tiền về châm nước cho mấy người này thì mấy người này cũng vì tiền, nhưng mà những người này cầm cái biểu ngữ và mặc những cái áo đó là những cái hoa văn đó là của đám Việt Tân đó em, chứ không phải là bên quân đội Việt hội Nam hội Cộng anh Hòa em đâu. dân chủ, hội anh em dân chủ, à, hội anh em dân chủ, nó là hội anh em dân chủ mà nhà nước mình, à, bên Bộ Công an đã công bố là hội anh em dân chủ là thuộc một tổ chức khủng bố do Việt Tân Của Việt đào tạo. Tân, nó thuộc về của đám Việt Tân cơ đó, tại vì để hình cái bông mai mà đó. Thì hôm nay Đấy. bắt những cái nói đi em tiếp đi. Thì ở phiên tòa thì nói chung là hôm nay ở phiên tòa thì cơ quan an ninh cũng rất là nhiều nên là chúng nó cũng không dám ngo ngoe, nó lởn vởn thằng nào nó bắt thằng đấy luôn. Thì chúng nó một số thì có khoảng độ em theo dõi thì khoảng độ 2-3 nhóm nó chui vào các cái ngõ, nó ngồi quán cà phê hay là có quán nước ở trong ngõ, nó không dám bén mảng ra đâu. Nên là hôm nay Chị tuy là bọn nó đi đông nhưng mà chúng nó không dám bén mảng ra. thấy hôm nay thằng Trịnh Bá Tư nó làm clip đó, lúc mà chị quay nó quay á là quay hết bên dàn công an của mình, bên ngoài là nguyên dàn xe, bên ngoài xe biết thì xe con đồ dàn chặn bên ngoài Đúng chứ rồi, đâu chạy thoát đâu, tới cuối cùng mà nó tắt cái clip là công đúng an vô bắt rồi. tụi nó luôn á. Mà mấy cả hôm nay nó có một cái khó là như này, nó có phóng viên nước ngoài, mấy cái đài và phóng viên của bọn nước ngoài, mấy cái đài VOA hay là RFA, BBC Nó mướn á, nó nên mướn, là, nó mướn á. vâng, nên là chúng nó cũng được thể chúng nó ra oai. Thì hôm nay thằng Dũng xe ôm nó cũng tuyên bố một câu là hôm nay có phóng viên nước ngoài đi cùng chứ chúng không dám bắt đâu, nhưng mà nó vừa nói dứt câu đấy luôn là bắt luôn. Thì Nên đó, cái là người không ngoài mà trước đã bị cơ công an ngăn chặn rồi mới bắt mấy đứa này sao? Chị coi cái đoạn clip đó gần là hết mà, chị coi từ từ chút luôn. lúc tối thì khoảng độ cách đây mấy tiếng thì Bộ Ngoại giao mình đã lên lên tiếng nói về và xử Nguyễn Văn Đài là đúng pháp luật và không có vi phạm gì nhân quyền cả. Bởi vì là cái vụ này thì các tổ chức nước ngoài nó tấn công chính phủ nhà mình, nước mình rất nhiều. Nên là hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam phải lên tiếng. Nên vụ này rất lớn đấy. Đúng rồi. Em À, chỉ thì bây buồn cười giờ nhất là mấy cái đám cờ vàng ở bên Úc với cả bên bên Mỹ nó cầm cờ vàng ra nó biểu tình cho thằng Nguyễn Văn Đài thì khác gì chúng nó công khai là người của Việt Nam Cộng Hòa.